Sáng 12 tháng 8, mạng xã hội xôn xao khi trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc và phẫn nộ khi có người giả mạo mình. Cụ thể ông viết, mất dạy và đều cáng. Người nào lập ra trang FB này giả mạo tên tôi để kích động gây mất đoàn kết xã hội là người cực kỳ mất dạy và đều cáng. Xã hội và luật pháp cần trừng trị kẻ này. Tôi cũng mong Facebook xem xét loại những trang FB giả mạo gây bất ổn đời sống xã hội. Theo đó, có kẻ đã lập nên trang Facebook giả mạo ông Đoàn Ngọc Hải, bịa đặt thông tin có nội dung liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh như sau. Ông Hoàng Nhạc Việt bày tỏ sự bức xúc khi thời gian qua hình ảnh của giới nghệ sĩ bị khinh thường, chà đạp. Đồng thời nam ca sĩ cũng khẳng định anh và nhiều đồng nghiệp đã làm gì sai để nhận về điều đó từ khán giả. Liên quan đến trang Facebook chính chủ của mình, ông Hải nói rõ, tài khoản Facebook của tôi được lập ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Đã chính thức được cấp tích xanh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 chính chủ, dấu V màu trắng nằm trong vòng tròn màu xanh ngay bên cạnh chữ Hải. Trang Facebook của tôi được lập ra chỉ một mục đích duy nhất là để giúp người nghèo. Không có mục đích gì khác. Ngay sau khi đăng tải bài viết đính chính thông tin liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh, rất nhiều khán giả đã chung tay giúp ông Đoàn Ngọc Hải báo cáo trang giả mạo. Đồng thời, không ít cư dân mạng để lại bình luận bức xúc. Nhiều kẻ mượn danh những người nổi tiếng trong cộng đồng làm láo, nói bậy bạ, thậm chí lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Nhất là trên trang fan hâm mộ ông Đoàn Ngọc Hải có nhiều kẻ bố láo, lợi dụng nhiều người theo dõi nên viết những bài không thể chấp nhận được. Chỉ mong mọi người tỉnh táo. Anh Hải chỉ có một trang Facebook duy nhất có dấu tích xanh thôi. Còn lại là giả mạo. Để khỏi nhầm lẫn, anh Hải chỉ có mối quan tâm lớn nhất là vì đồng bào nghèo. Còn các vấn đề tầm phào khác, anh ấy có quan tâm đâu. Mong bà con ta hết sức chú ý. Cháu đã góp một tay báo cáo trang giả mạo. Bọn lừa đảo khốn nạn. Mình mới gõ thấy ra nhiều trang lắm. Mọi người vô báo cáo nếu thấy trang giả nào nhé. Chấm chấm chấm. Về việc Đàm Vĩnh Hưng bị bịa đặt thông tin, có lẽ xuất phát từ việc trước đó anh thẳng thắn bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc một số cư dân mạng lên tiếng chửi bới, thậm chí tuyên bố không cần nghệ sĩ, không cần âm nhạc. Trong khi đó, theo nam ca sĩ, vai trò của âm nhạc, nghệ thuật trong đời sống tinh thần của mỗi người là khá quan trọng. Không chỉ yêu cầu câu trả lời cho việc nhiều nghệ sĩ bị xúc phạm nặng nề không lý do, Đàm Vĩnh Hưng còn bức xúc nhắn gửi, tôi có đọc một ngạn ngữ viết rằng, bạn đừng cố gắng thay đổi những kẻ ngu và vô ý thức vì bạn đang làm khổ họ đấy. Bởi họ đã khổ rồi, cứ để yên như thế. Vâng, tôi không hề có ý định thay đổi ai cả. Tôi xưa nay vẫn y như thế, không bao giờ lại gần hay phải đi cùng đường với ai, không cùng quan điểm hay quá khác biệt với mình. Sáng 12 tháng 8, mạng xã hội xôn xao khi trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc và phẫn nộ khi có người giả mạo mình. Cụ thể ông viết, mất dạy và đều cáng. Người nào lập ra trang FB này giả mạo tên tôi để kích động gây mất đoàn kết xã hội là người cực kỳ mất dạy và đều cáng. Xã hội và luật pháp cần trừng trị kẻ này. Tôi cũng mong Facebook xem xét loại những trang FB giả mạo gây bất ổn đời sống xã hội. Theo đó, có kẻ đã lập nên trang Facebook giả mạo ông Đoàn Ngọc Hải, bịa đặt thông tin có nội dung liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh như sau. Ông Hoàng Nhạc Việt bày tỏ sự bức xúc khi thời gian qua hình ảnh của giới nghệ sĩ bị khinh thường, chà đạp. Đồng thời nam ca sĩ cũng khẳng định anh và nhiều đồng nghiệp đã làm gì sai để nhận về điều đó từ khán giả. Liên quan đến trang Facebook chính chủ của mình, ông Hải nói rõ, tài khoản Facebook của tôi được lập ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, đã chính thức được cấp tích xanh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 chính chủ, dấu V màu trắng nằm trong vòng tròn màu xanh ngay bên cạnh chữ Hải. Trang Facebook của tôi được lập ra chỉ một mục đích duy nhất là để giúp người nghèo. Không có mục đích gì khác. Ngay sau khi đăng tải bài viết đính chính thông tin liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh, rất nhiều khán giả đã chung tay giúp ông Đoàn Ngọc Hải báo cáo trang giả mạo. Đồng thời, không ít cư dân mạng để lại bình luận bức xúc. Nhiều kẻ mượn danh những người nổi tiếng trong cộng đồng làm láo, nói bậy bạ, thậm chí lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Nhất là trên trang fan hâm mộ ông Đoàn Ngọc Hải có nhiều kẻ bố láo, lợi dụng nhiều người theo dõi nên viết những bài không thể chấp nhận được. Chỉ mong mọi người tỉnh táo. Anh Hải chỉ có một trang Facebook duy nhất có dấu tích xanh thôi. Còn lại là giả mạo. Để khỏi nhầm lẫn, anh Hải chỉ có